Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các bài tập của Unit 3 tại đây các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang cái bài tập số 2 của phần Language Focus rồi các bạn. Rồi, chúng ta hôm nay là bắt đầu với cái bài tập số 2. Hồi nãy mình quay được hai câu rồi, cái điện thoại nó hết pin, cho nên là bộ phận kỹ thuật trục trặc. Cho nên bây giờ thầy quay lại từ đầu cho các bạn. Các bạn hết sức thông cảm nha. Vậy thì như mọi khi mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Một việc làm nhỏ của các bạn nhưng lại mang lại cho mình niềm vui rất là lớn đó các bạn ạ. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Rồi, vậy thì trong cái bài tập số 2 của cái phần này là phần Language Focus các bạn, đúng rồi. Thì chúng ta sẽ, người ta kiểm tra chúng ta về infinitive hoặc là gerund. Có nghĩa là động từ nguyên mẫu có to, có to, to chứ không phải to các bạn, mình nói tiếng Việt. Còn nói tiếng Anh là có to hoặc là động từ thêm in đó các bạn. Thì đây là hai cái chủ điểm ngữ pháp vô cùng quan trọng và nó sẽ đi liền với chúng ta trong rất nhiều các kỳ thi, rất nhiều các chủ điểm, rất nhiều các nội dung các bạn đụng đến tiếng Anh là có đến đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào 10 câu trong cái bài tập số 2 này. Mỗi câu nó sẽ kiểm tra chúng ta một cái loại từ và chúng ta sẽ thấy rất hay và chúng ta cố gắng nhớ các bạn nhé. Để sau này các bạn gặp các bạn không bao giờ quên và các bạn làm không bao giờ sai. Ví dụ câu đầu tiên các bạn nhìn thấy avoid. Avoid, và này là thêm ed là avoided này á, thì các bạn tìm động từ thêm in các bạn điền vào, đừng quan tâm đến toward, đừng quan tâm đến infinitive các bạn nhá, mà tìm in, bởi vì cấu trúc của nó là tránh cái việc gì đó, né tránh cái việc gì đó. À, vậy thì bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau thì cái ông Jack, bạn Jack này đều né tránh cái việc là nhìn vào tôi, rất là e thẹn ngại ngùng gì đó, đại loại gì đó, không biết lý do đó. Nhưng mà cái bản thân từ này đi với một động từ thêm in là tránh né cái việc gì đó. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đụng đến động từ enjoy này cũng vậy. Nó cũng cộng với động từ thêm in là thích thú cái việc gì đó, vui thích cái việc gì đó. Nhiều người vui thích cái việc đi du lịch đến các nơi khác nhau trên thế giới. Đó, như vậy các bạn thấy rất là hay chưa? Rồi, đến cái câu số 3 này các bạn này, mình chỉ hai câu đầu mình đi nhanh hơn một tí, nhưng câu số 3 mình sẽ ngừng lại hơi lâu một xíu để mình luận giải cho các bạn một vài cái yếu tố rất là cơ bản đối với cái từ need này. Cái từ need này á, bản thân nó có những trường hợp sau. Nếu mà chủ ngữ cộng với need cộng với động từ thêm in á thì nó bằng chủ ngữ cộng need cộng to be cộng verb 3 hoặc là verb ed, có nghĩa là cần cái gì đó. Cần cái gì đó, đây các bạn nhìn nha. Đây, cái bản thân cái chữ need này các bạn nhìn đây nha. Đây câu 3 này. Đây, need. Đó, chủ ngữ đương nhiên ở phía trước là chủ ngữ rồi, đúng nha. Chủ ngữ này cộng với need và cộng với động từ thêm in, cộng với động từ thêm in thì nó bằng với cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với need cộng với to be cộng với 3, cộng với to be cộng với V3 hoặc là VED. Đó, cái này là các bạn biết rồi. Bản thân cái cấu trúc này á, nó có nghĩa là cần phải được làm gì đó. Cái gì đó cần phải được gì đó, cần phải được làm gì đó. Đó. Đó, làm gì đó vân vân. Đây là cấu trúc dạng bị động của nó này các bạn nha. Đó. Vậy thì mình lấy ví dụ các bạn sẽ thấy rất rõ này. Ví dụ thế này. This house needs. Đó, bạn nè. Là sao? Needs decorating đó. Như vậy là thì cái câu này á thì nó tương đương với câu là need, this house needs gì các bạn, to be, needs to be, viết rời ra các bạn nha, needs to be gì các bạn, decorated đó. Các bạn, hai cấu trúc này như nhau về nghĩa, có nghĩa là ngôi nhà này cần cái việc sửa chữa, ngôi nhà này cần phải được sửa chữa. Đó, các bạn thấy chưa? Cái này rất là hay. Cái này là trường hợp là need cộng với to be. Đó là trường hợp thứ nhất. Nhưng trong câu này chúng ta không thể dùng need theo kiểu này được. Bởi vì các bạn biết không? Bởi vì câu này á, là các bạn phải để ý nè. Các bạn để ý này là Maria này, chúng ta hay gọi là Maria này, trong phiên ngôn quốc tế người ta Maria này. Sao? Cần gì? Cần phải được tìm mà, thì bị động thì nó không hay, đúng không? Cần phải được tìm công việc khác à? Là không đúng, mà là Maria cần tìm công việc khác, cần tìm một công việc khác, cần tìm công việc khác.
công ty của cô ta đang không còn làm ăn nữa. Như vậy là công ty của ta không đang còn làm ăn nữa, cô ta cần tìm công việc khác, thì chỗ này phải cộng với động từ nguyên mẫu có to ở phía trước. Đó, như vậy là trường hợp mà need cộng to cộng một động từ nguyên mẫu là cần làm cái gì đó. Đó, còn cái này là cần được làm gì đó, cần cái sự làm gì đó. Các bạn hình dung được chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì chỗ này các bạn chọn A là phù hợp, không thể dùng bị động chỗ này được các bạn nha. Đó, không thể dùng cấu trúc này được, hai cấu trúc này là không dùng được. Đó, nhưng mà mình mở rộng cho để các bạn thấy được là ngoài cái cấu trúc là need cộng to động từ nguyên mẫu này thì chúng ta còn phải nắm được thêm cái này nữa, được chưa các bạn? Đó, cho nên cái chữ need này mình ngừng hay lâu là một tí là như vậy. Rồi, đến lượt câu 4 nè các bạn. À, câu 4 dễ rồi các bạn nè. Đây, want. Đã có want thì này chắc chắn các bạn tìm to work cho mình. Đó, to work. À, đơn giản rồi. Đó, want to gì đó. Dễ đúng không nào? Đây này, tôi có thể, sao các bạn? Bật cái kênh khác được không? Cái kênh TV khác, chương trình TV khác đó. Hay bạn muốn tiếp tục xem, hay bạn muốn xem nhiều hơn, xem tiếp tục cái chương trình này. Cái chương trình này có nghĩa là bạn có muốn xem chương trình này nữa không? Hay là tôi sẽ bật cái kênh khác? Thì chỗ này, to work, want to work là dễ rồi. Đúng không? Rồi, đó là câu 4. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu số 5 này các bạn. Câu 5 này, John đang cân nhắc, à, đang cân nhắc cái việc gì các bạn? Các bạn để ý mà khi mà đề cập đến cái consider này á, khi mà đề cập đến consider này là các bạn để ý cho mình là nó phải cộng với một động từ thêm in. Bởi vì sao? Khi mà nó cộng với động từ thêm in thì nó nằm đúng với câu cấu trúc của nó là consider cộng với động từ thêm in là cân nhắc về cái việc gì đó, phải cộng với động từ thêm in. Còn chỗ này người ta đang viết cái việc hiện tại tiếp diễn, được chưa? Còn cấu trúc nguyên mẫu của nó là consider cộng với động từ thêm in là đang cân nhắc việc gì đó. Vậy thì câu này có nghĩa là John đang suy tư, đã có nghĩa là đang đắn đo đó, đang cân nhắc về cái việc thay đổi cái chuyên ngành của cô ấy từ cái chuyên ngành về châu Mỹ học, người Mỹ học đến ngành tâm lý học, có nghĩa có thể thay đổi từ cái ngành này chuyển sang học cái ngành này, ý là như thế. Các bạn hình dung được chưa? Chuyển sang ngành tâm lý học đó. Rồi, như vậy là cái số 5 cũng rất là dễ rồi. Bây giờ số 6 các bạn tiếp tục nè. Số 6 các bạn thấy rất rõ là cái chữ avoid tiếp tục ta gặp lại ngay cái câu đầu tiên, đúng không nào? Vậy thì avoid work in thì chúng ta chỉ việc thế cậu chọn câu B là xong. Đó. Vậy thì câu 6 có nghĩa là gì? Câu 6 có nghĩa là các bạn hiểu như thế này. Mặc dù Joe này sao? Đã thắng rồi, đã thắng gấp nè, đã thắng cái gấp trên cái xe của anh ta này. Nhưng anh ta vẫn không thể tránh được cái việc hút vào, cái việc đâm vào đó, đâm vào cái con chó nhỏ mà cái con chó nó đột nhiên nó sao các bạn? Nó lao ra ở phía trước xe hơi của anh ta. Đó, cho nên là nó lao ra rất là gấp, cho nên anh ta cũng không thể nào mà xử lý kịp. Mặc dù anh ta thắng xe rồi nhưng vẫn không tránh khỏi cái việc là đâm vào con chó nhỏ đó. Rồi, như vậy các bạn thấy câu 6 rồi, dễ đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 7 này. Câu 7 đây rồi. Này, I hope. À, đến câu 7 I hope thì đơn giản các bạn. I hope cộng với động từ, cộng với to nguyên mẫu thôi. Cái hope các bạn để ý là cộng với to cộng động từ nguyên mẫu là hy vọng để làm cái gì đó, được chưa? Tôi hy vọng là viết cái tiểu sử, tự sử đó các bạn, tự truyện đó. Chúng ta hay gọi là tự truyện đó các bạn. Đó, tự truyện của một người nào đó. Tôi hy vọng là viết tự truyện của tôi trước khi tôi qua đời. Bạn có nghĩ rằng có bất cứ ai sẽ đọc nó không? Đó, như vậy là chọn câu A là đúng với ngữ nghĩa và ngữ pháp luôn. Rồi, bây giờ đến lượt câu số 8. Câu số 8 của chúng ta là đây này. Rồi, câu số 8 nhanh gọn thôi các bạn, nhìn đây nha. Câu số 8 các bạn nhìn thấy thanked này cộng với thank chúng tôi for thì chắc chắn tìm một động từ thêm in. Cảm ơn về cái điều gì? Các bạn hay xem những cái video của các bạn thì người ta hay có cái gọi là, sau cái video người ta hay có cái dòng chữ là thanks for watching đó các bạn. À, cảm ơn vì đã xem cái video đó. Như vậy là đương nhiên đã có for này, thank for the watching là đơn giản rồi. Joyce đã cảm ơn chúng tôi vì cái việc đã mời họ đến bữa tối ăn. Và Joe nói rằng là họ muốn mời lại chúng tôi ăn tối lại vào tuần tới. Đó, các bạn mời đi mời lại, mời tới mời lui đó. Các bạn thấy chưa? Rồi, như vậy là câu 8 là chúng ta chọn B. Bây giờ câu 9 này các bạn. Câu 9 rồi. À, delay.
Câu 9 này là delay là cộng với động từ thêm in là trì hoãn cái việc gì đó. Nếu bạn trì hoãn cái việc trả này, cái việc trả hóa đơn của bạn này, thì bạn cũng chỉ sẽ chỉ này, thì bạn sẽ chỉ gánh thêm cái tiền lãi này. Đó, có nghĩa là nếu bạn càng trì hoãn thì bạn càng phải gánh thêm cái tiền lãi, bạn phải trả thêm tiền lãi đó. Cho nên là tốt nhất là trả sớm đi, ý là như thế, được chưa các bạn? Đó, để gánh thêm này các bạn, gánh thêm này, tiền lãi. Rồi, đó là câu 9. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng. Câu cuối cùng đơn giản các bạn, advised. À, riêng advised là mình chỉ nói thêm cho các bạn. Advised này nó sẽ có những trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là advised cộng với động từ thêm in luôn. Thì sao các bạn? Là khuyên cái việc gì đó, khuyên làm cái việc gì đó, được chưa? Là cộng động từ thêm in là doing something luôn. Quý đây, advise này, advise các bạn này. Advise các bạn nhìn kỹ nha. Đó, đây, advise của các bạn đây. Rồi, advise doing something luôn. Doing something là khuyên làm cái gì đó. À, ví dụ các bạn này nha. Tôi khuyên bạn nộp đơn ngay lập tức này. I advise. Tôi khuyên bạn nộp đơn, apply. Đó, apply at once. Đó, tôi khuyên bạn là nộp đơn ngay lập tức. Ồ, câu này là cộng ngay với động từ thêm in liền là khuyên làm cái gì đó ngay lập tức. Nhưng nó cũng có thêm một cái cấu trúc khác cũng rất là hay, là advise someone to do something, là khuyên ai đó làm cái điều gì đó. Đây, advise someone to do something. Đó, to do something. Advise someone to do something. Đây, là khuyên ai đó làm việc gì đó. Các bạn nhìn đây. Advise someone. Someone là đây. Me là mình, là someone này. Có phủ định là chỉ cần not to do something. Nếu phủ định là advise someone. Nếu phủ định này, advise someone not to do something. Đó, chỉ cần thêm not trước to thôi là được. Đó, nếu là phủ định nha các bạn nha. Đó, đây. Advise someone not to do something, not to do. Các bạn thấy chưa? Đó, rất dễ chưa? Rất dễ chịu chưa? Dễ thấy chưa? Đây, luật sư của tôi đã khuyên tôi không nói bất cứ thứ gì xa hơn nữa về cái vụ tai nạn đó. Im lặng, không nói thêm cái gì nữa hết. Luật sư tôi khuyên là như vậy. Nói thế đủ rồi, không nói thêm nữa. Đó, advise someone not to do something. Đó, bạn thấy hay chưa nha? Advise này. Đó, rồi các bạn hãy dùng những cấu trúc như thế này. Các bạn hãy nhớ đừng bao giờ quên và hãy mang nó theo suốt cho mình. Nó như vậy là thực ra tại sao mình chỉ quay một video của mỗi cái video của mình chỉ quay có hơn 10 phút, trên dưới 10 phút, thậm chí cùng lắm là 20, 20 mấy phút thôi. Mình không muốn mỗi video mà các bạn nạp vô rất nhiều thì nó sẽ đôi lúc các bạn không tiêu hóa kịp đó. Mỗi lần mình ăn một tí thôi, nhưng mình phải ăn thường xuyên, mình ăn nhiều, ăn thường xuyên thì mình sẽ càng ngày càng khôn lớn, càng ngày càng mình to ra, đúng không? Mình khỏe ra. Chứ một lần mình ăn nhiều quá là mình bội thật liền. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là cũng đừng để đói quá, cũng đừng ăn no quá, mà mỗi lần nạp một tí thôi. Cho nên mỗi video của mình trên dưới 10 phút được các bạn. À, ví dụ có 10 câu thứ này là các bạn đã có được rất nhiều kiến thức ngữ pháp trong này rồi. Đó các bạn ha. Rồi, như vậy một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và mong các bạn thích video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta đón nhận thêm nhiều video hay các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở bài tập số 3 và những bài tập tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn các bạn.